Chào mừng mọi người đến với kênh Tin Tức Nóng ngày hôm nay. Kính chúc cả nhà có một ngày thật nhiều niềm vui bên gia đình và bạn bè của mình. Sau đây là một số tin tức trong ngày hôm nay. Anh chỉ trích Trung Quốc tuyển cựu phi công quân sự phương Tây. Tư lệnh không quân Anh Whitton cáo buộc Trung Quốc tuyển mộ các cựu phi công quân sự phương Tây, nói rằng đây là điều không thể chấp nhận được. Trong chuyến thăm Australia, tư lệnh không quân Anh Mike Whitton ngày 2 tháng 3 cho biết London đang phối hợp với Canberra để ngăn các cựu phi công quân sự nhận lời làm công việc đào tạo cho quân đội Trung Quốc. Đây là điều không thể chấp nhận được và chúng tôi công khai chỉ trích Trung Quốc, ông Whitton nói. Nhiều người đã báo cáo với giới chức rằng có người tiếp cận họ để tuyển mộ, ông Whitton nói thêm. Do chúng tôi có mối quan hệ tình báo chặt chẽ với Australia và các đồng minh khác, tất cả chúng tôi đều chia sẻ thông tin và đều cảnh giác trước vấn đề này. Bộ Quốc phòng Anh hồi tháng 10 năm 2022 cáo buộc quân đội Trung Quốc tuyển mộ các cựu phi công không quân Anh để làm huấn luyện viên cho lực lượng của họ. Anh tuyên bố nước này sẽ thay đổi luật để quy định việc một cựu phi công quân sự tham gia huấn luyện cho quân đội nước ngoài là hành vi phạm tội. Australia cũng cho biết sẽ siết chặt quy định để ngăn tình trạng này. Lãnh đạo tình báo Australia tuần trước chỉ trích các cựu phi công quân sự chuyển sang làm việc cho chính quyền khác là quá ngu ngốc. Trung Quốc chưa phản hồi về thông tin này. Truyền thông Anh hồi tháng 10 năm 2022 đưa tin rằng khoảng 30 cựu phi công quân sự nước này đã làm việc cho quân đội Trung Quốc với vị trí đào tạo quân sự. Các phi công này được cho là nhận mức lương hậu hĩnh từ Bắc Kinh, lên tới 270.000 USD trên năm. CNBC trong khi đó dẫn lời một cựu phi công quân sự Australia cho biết Anh đã được đề xuất mức lương gần 1 triệu đô la Australia trên năm, hơn 670.000 USD trên năm để làm việc cho quân đội Trung Quốc. Hành khách Mỹ mang thiết bị nổ tự chế tới sân bay. Mark Mardy, 40 tuổi, bị FBI bắt sau khi mang thiết bị nổ tự chế giấu trong túi xách tới sân bay Lehigh Valley. Ở bang Pennsylvania, Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI ngày 1 tháng 3 cho biết hệ thống báo động tại sân bay quốc tế Lehigh Valley, thành phố Allentown, bang Pennsylvania hôm 27 tháng 2 bất ngờ kích hoạt khi phát hiện dấu hiệu thuốc nổ trong hành lý ký gửi của một nam hành khách. Cơ quan An ninh Giao thông Vận tải TSA đã sơ tán nhân viên và hành khách tại một phần sân bay để đề phòng. FBI và kỹ thuật viên đã phá vỡ mìn của cơ quan hành pháp địa phương xác định vật thể này là một thiết bị nổ. Phát ngôn viên TS Alisa Fasta cho hay, nghi phạm được xác định là Mark Mardy, 40 tuổi, đã rời sân bay sau khi được gọi đến khu vực an ninh. Nghi phạm bị FBI bắt tại nhà riêng ở thành phố Lansford tối 27 tháng 2 và hiện bị giam. Theo hồ sơ tòa án, thiết bị nổ là gói nhựa chứa chất bột, có gắn ngòi nổ và giấu bên trong lớp lót của túi. Chuyên gia xác định chất bột này giống với thuốc pháo hoa được bán trên thị trường. Giới chức cũng phát hiện trong túi có một bình chứa khí butan, hai ổ cắm điện được dán vào nhau và một ống có cặn bột trắng trên đó. Cảnh sát xác định Mardy định mang thiết bị nổ lên chuyến bay từ Allentown đến sân bay quốc tế Orlando Sanford, bang Florida. Họ đang điều tra lý lịch nghi phạm, cũng như lý do anh ta mang thiết bị nổ lên máy bay. Sống sót một tháng trong rừng Amazon nhờ ăn côn trùng. Bolivia Jonathan Acosta, 30 tuổi, bị lạc trong rừng Amazon suốt một tháng và sống sót nhờ ăn côn trùng, giun, hứng nước mưa. Acosta, người Bolivia, cùng 4 người bạn đi săn trong rừng Amazon nhưng bị lạc khỏi nhóm ngày 25 tháng 1. Đúng một tháng sau, vào 25/2, anh được đội cứu hộ tìm thấy. Biết được kỹ năng sinh tồn rất quan trọng. Tôi đã phải ăn côn trùng, uống nước tiểu, ăn giun, anh nói khi trả lời phỏng vấn trên truyền hình ngày 28 tháng 2. Tôi còn bị động vật tấn công. Tôi đã cầu xin Chúa làm mưa, Acosta, 30 tuổi, kể. Nếu trời không mưa, tôi đã không thể sống sót. Acosta cho hay trời đã mưa suốt nửa tháng anh đi lạc, giúp anh sống sót bằng cách hứng nước mưa trong ủng cao su. Anh mất phương hướng, đi bộ khoảng 40 km để tìm dấu vết nơi có người sinh sống, nhưng sau đó phát hiện mình đang đi vòng quanh. Acosta sụt 17 kg, bị trật mắt cá chân trong hành trình này. Milagia Acosta, chị gái của anh, cho hay em trai đã phải đối mặt với nhiều loài động vật hoang dã nguy hiểm trong rừng. Tôi rất hạnh phúc, vô cùng biết ơn, Acosta nói khi đoàn tụ với gia đình. Một trường hợp đi lạc trong rừng Amazon nổi tiếng khác tại Bolivia là Yossi Ginsberg, nhà thám hiểm người Israel, sống sót sau 3 tuần trong rừng năm 1981. Tại Brazil, phi công Antonio Senna từng sống sót 38 ngày trong rừng Amazon sau khi hạ cánh khẩn cấp năm 2021. Năm sau, hai anh em 7 tuổi và 9 tuổi được giải cứu sau 25 ngày đi lạc trong rừng nhiệt đới Amazon tại Brazil. Trung Quốc kêu gọi Mỹ từ bỏ tư duy chiến tranh lạnh. Trung Quốc kêu gọi Mỹ dừng coi Bắc Kinh là mối đe dọa dựa trên thông tin sai lệch và chấm dứt tư duy chiến tranh lạnh. Ủy ban đặc biệt của Hạ viện Mỹ về Trung Quốc phải nhìn nhận Bắc Kinh và mối quan hệ Mỹ-Trung một cách khách quan và hợp lý. Mao Ninh, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc,
nói ngày 1 tháng 3, chúng tôi kêu gọi các tổ chức và cá nhân liên quan ở Mỹ từ bỏ thành kiến ý thức hệ và tư duy kẻ thắng người thua thời chiến tranh lạnh, xây dựng nhận thức khách quan, hợp lý về Trung Quốc và quan hệ song phương. Bà Mao Ninh bình luận sau khi Hạ viện Mỹ thiết lập Ủy ban đặc biệt về Trung Quốc, với chủ tịch là nghị sĩ Cộng hòa Mike Gallagher. Trong phiên họp đầu tiên của Ủy ban hôm 28 tháng 2, ông Gallagher kêu gọi các nghị sĩ lưỡng đảng hành động khẩn cấp, nhấn mạnh sự cạnh tranh giữa Mỹ và Trung Quốc. Hãy dừng coi Trung Quốc là mối đe dọa dựa trên thông tin sai lệch, dừng bôi nhọ Trung Quốc và dừng đánh đổi quan hệ song phương để ghi điểm chính trị, bà Mao Ninh cho biết thêm. Quan hệ Mỹ, Trung đang ở mức thấp nhất nhiều năm do khác biệt trong nhiều vấn đề như Đài Loan, cạnh tranh thương mại, nguồn gốc COVID-19 và khủng hoảng Ukraine. Căng thẳng song phương gần đây tiếp tục leo thang sau khi quân đội Mỹ đầu tháng 2 bắn hạ một khí cầu Trung Quốc đi vào không phận nước này. Washington cho rằng đây là khí cầu do thám, trong khi Bắc Kinh nhấn mạnh đó là khí cầu khí tượng bay lạc vào lãnh thổ Mỹ. Hai nước gần đây còn đấu khẩu về nguồn gốc COVID-19. Bộ Năng lượng Mỹ và FBI cho rằng NCOV có thể rò rỉ từ phòng thí nghiệm ở Vũ Hán. Bắc Kinh bác bỏ yêu cầu Washington ngừng bôi nhọ và chính trị hóa nguồn gốc COVID-19. Shen Jingli, giáo sư tại Viện Nghiên cứu Quốc tế, Đại học Phúc Đáng, Thượng Hải, nhận định ủy ban mới của Hạ viện Mỹ khả năng cao sẽ tác động tiêu cực đến quan hệ Mỹ-Trung. Dù không có quyền hạn về lập pháp, ủy ban vẫn có thể làm gia tăng tâm lý tiêu cực với Trung Quốc trong công chúng Mỹ và các đồng minh của Washington, ông Shen nói. Cả nhà hãy like, chia sẻ và đăng ký để nhận được thông báo khi kênh ra nội dung mới nhé. Những lượt thích, chia sẻ và đăng ký là động lực giúp kênh có nhiều video hay gửi đến cả nhà. Mỹ duyệt bắn hơn 600 triệu USD tên lửa cho tiêm kích Đài Loan. Bộ Ngoại giao Mỹ duyệt bắn loạt tên lửa đối không, duyệt radar trị giá 619 triệu USD để lực lượng phòng vệ Đài Loan trang bị cho tiêm kích. Cơ quan Hợp tác An ninh Quốc phòng DSCA thuộc Lầu Năm Góc hôm 1 tháng 3 thông báo lô tên lửa được Bộ Ngoại giao Mỹ duyệt bắn sẽ giúp lực lượng phòng vệ Đài Loan bảo đảm khả năng phòng không và hiệp đồng với quân đội Mỹ, đóng góp vào duy trì an ninh trong khu vực. Hợp đồng bao gồm 100 tên lửa diệt radar AGM-88B HAM, 200 tên lửa đối không tầm trung AM-120C8 AMRAAM, cùng trang thiết bị huấn luyện, phụ tùng, đào tạo và bảo dưỡng kỹ thuật. DSCA khẳng định thương vụ không làm thay đổi cán cân quân sự trong khu vực, và lực lượng Đài Loan sẽ không gặp khó khăn nào trong biên chế những khí tài được cung cấp, thông báo cho Quốc hội Mỹ để xem xét trong 30 ngày. Nếu không gặp sự phản đối từ Quốc hội, hợp đồng sẽ được trình lên Tổng thống Joe Biden ký phê duyệt. Giới chức Đài Loan và Trung Quốc đại lục chưa bình luận về thông tin. Trung Quốc coi Đài Loan là một phần lãnh thổ chờ thống nhất và sẵn sàng dùng vũ lực nếu cần thiết. Quan hệ hai bờ eo biển Đài Loan gần đây liên tục leo thang, khi quân đội Trung Quốc gia tăng sức ép quân sự lên hòn đảo bằng các biện pháp truyền thống và phi truyền thống. Giới chuyên gia nhận định hoạt động với tần suất ngày càng tăng của không quân Trung Quốc là chiến thuật nhằm gây quá tải lực lượng phòng vệ trên không Đài Loan. Ngoài những chuyến bay áp sát hòn đảo với lượng phi cơ cao kỷ lục, quân đội Trung Quốc còn tiến hành nhiều cuộc diễn tập đổ bộ chiếm bờ biển ở khu vực gần Đài Loan. Mỹ không thiết lập quan hệ chính thức với đảo Đài Loan, song là bên cung cấp vũ khí lớn nhất để hòn đảo phòng thủ. Giới chức Mỹ đang thúc đẩy nỗ lực hiện đại hóa lực lượng phòng vệ Đài Loan để quân đội Trung Quốc khó tấn công hòn đảo. Cảm ơn cả nhà đã ủng hộ video của kênh. Mọi người hãy giúp kênh bằng cách nhấn nút thích, chia sẻ và đăng ký để giúp kênh có thêm động lực làm nhiều clip hay hơn nha. Tạm biệt cả nhà.